Kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ Tấn sẽ quay 3 lô đất liền kề. Đất này thổ cư 100% và chỉ cách đường nhựa là có 100m thôi. Cái đường nhựa là ngoài đây nè cô chú anh chị. Đường nhựa bự nha. Đó, 3 lô đất bây giờ Tấn quay là 3 lô này. Từ ngay cây cục điện đó, ngang qua đây là 15m đó, là 3 lô, mỗi lô 5m. Còn chiều dài là hơn 29m. Diện tích của mỗi lô là 145,7 m². Đất ở tại nông thôn 100%. Tức là thổ cư là 100% đó. Địa chỉ là ấp Suối Dợp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đất này là hướng bắc nha cô chú anh chị. Ở phía trước đất rất là mát luôn. Bên đây là hàng cây tràm nè. Còn cái đường mặt tiền của đất thì rộng rãi, hai chiếc ô tô tránh nhau được ha. Đây là tờ sổ hồng chính chủ của ba lô đất này, không có qua môi giới trung gian ha. Thì ba lô á là ba tờ sổ hồng riêng. Đó, mỗi lô là một tờ riêng nha. Bây giờ Tấn đang giữ ở đây là một lô nè, là một tờ nè. Đó, còn hai lô còn lại thì nó cũng y chang vậy nha. Thì bây giờ chị Tuyến chủ đất bán ba lô đất này với giá rẻ. Đất thổ cư 100% nè, cách đường nhựa có 100m thôi. Giá bán 390 triệu một lô. Cô chú anh chị có thể mua một lô, hai lô hoặc là mua hết ba lô, mình xây cái nhà máy thái sân vườn luôn cũng được ha. Đó, đường nhựa ở ngoài xe cộ qua lại đó, cái đường nhựa ở ngoài đó là đường nhựa bự, lộ giới tới 30m lận. Đây, ra đường nhựa, quẹo qua đây cỡ chừng hơn 100m là cây xăng. Đó, miếng đất là cách cây xăng khoảng chừng 200m thôi ha. Chỗ này cách quốc lộ 22B á là 2 cây số. Đó, từ ở ngoài di tích chiến thắng Tua 2, chợ Tua 2 vô đây là 2 cây. Rồi từ vòng xoay thị trấn Châu Thành á đi tới đây là 4 cây. Còn từ thành phố Tây Ninh lên tới đây là gần 10 cây nha. Chỗ này cách bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh là 90 cây. Cô chú anh chị coi cái đường nhựa ở ngoài xe cộ qua lại nè, nó khá là đông nha. À, ngay chỗ này mình nhìn thẳng vô. Đây, ngay tay Tấn chỉ nè, là tòa nhà Vincom trong trung tâm thành phố Tây Ninh. Đó, thấy được tòa nhà Vincom luôn ha. Đây vô Vincom là khoảng 10 cây đó. Rồi, ba lô đất đang cần bán là ba lô liền kề này nè. Đó, trong một cái khu đất trống, bằng phẳng, cao ráo, nhìn giống như sân đá banh vậy ha. Có cấm trụ xi măng ranh giới rõ ràng nha cô chú anh chị ơi. Đó, mỗi lô ngang 5m, ở sau lưng là cũng có cấm trụ luôn nha. Cái nền đất thì rất là bằng phẳng luôn. Đất này hướng bắc thì được cái là nó mát mẻ cả ngày luôn á. Nó mua một lô thì xây căn nhà, mua hai lô thì có thể xây căn nhà rộng hoặc xây được 2 căn. Còn nếu mua ba lô thì làm được cái nhà vườn luôn á. Đây, cái lô đầu tiên ha. Từ ở ngoài đường nhựa đi vô 100m thì ba lô đất là bên tay trái. Cái lô đầu tiên á, cái ranh giới là ngay chỗ cục điện luôn nha. Có cái trụ xi măng đó. Ngang qua cái trụ này là 5m nè. Đầu 5 đuôi 5 luôn nha. Rồi từ trụ đó ngang qua trụ này 5m là lô thứ 2. Và lô thứ 3 tới cái trụ xi măng này. Đó, ba lô liền kề, thổ cư 100%. Giá bán là 390 triệu một lô. Đất hướng bắc nha, mát mẻ cả ngày nha. Đó, nhà cửa hàng xóm ha, cây xăng là qua mấy cái nhà đó là có cây xăng đó. Đi ra hướng đó là ra vòng xoay thị trấn Châu Thành á, ra sư đoàn 5 của quân khu 7 nha. Còn đây, hàng xóm bên trong nè, ta làm nhà vườn. Giờ nhìn vô hướng này hơi ngược sáng chút xíu. Bây giờ Tấn quay buổi chiều nha cô chú anh chị. Bây giờ là 5 giờ chiều ha, mặt trời sắp lặn này. Rồi, nhà cửa hàng xóm nè. Và cái đường này á là đường thông luôn nha. Đi xích tới thì ngay chỗ này là khúc cua nè. Đó, cua sang bên phía tay phải thì nhà cửa hàng xóm bên trong kìa. Rồi nó thông luôn. Thì định vị Google Map á, Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Đây, quay cái chiều dài cái nền đất cho cô chú anh chị coi. Cao ráo bằng phẳng. Cái này là giờ là mua là xây nhà thôi, đâu có cần dọn dẹp gì nữa đâu.
Chỗ này cách sư đoàn 5 của quân khu 7 á là khoảng 2 cây số nha. Đây, ở phía sau cũng có cắm trụ giống như ở trước vậy đó. Đó, ngoài đầu đường là nhà cửa hàng xóm đó ha. Từ ở sau nhìn tới trước nè. Ở trước á là cái đấm tràm rất là mát mẻ luôn nha. $390 triệu một lô nha cô chú anh chị ơi. Đường mặt tiền là hai chiếc ô tô tránh nhau được ha. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi, sau đó Tấn sẽ đi bộ ra ngoài đầu đường luôn. Đây là tờ sổ hồng nè cô chú anh chị ơi. Thì ba lô là ba tờ sổ hồng riêng nha. Đây Tấn quay một sổ thôi, còn hai sổ còn lại thì cũng y chang vậy á. Đất này hướng bắc nè. Đó, hướng bắc thì mát mẻ cả ngày ha. Cái đường mặt tiền ở trên sổ kia là đường sỏi. Diện tích của mỗi lô thì chiều ngang là đúng 5 mét ha. Và chiều dài là hơn 29 mét. Nhìn sơ đồ đẹp ha. Thửa đất số 789, tờ bản đồ số 13. Địa chỉ ấp Suối Dợp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 145,7 m², đất ở tại nông thôn 100%. Đó, thổ cư 100%, xây cất thoải mái nha cô chú anh chị. Thì giá bán mỗi lô như thế này là 390 triệu nha. Liên hệ gặp trực tiếp chủ đất luôn, không có qua môi giới trung gian ha. Đây, bây giờ Tấn sẽ đi bộ dài dài ra ngoài đầu đường cho cô chú anh chị coi ha. Cách đường nhựa có 100 mét à, đi bộ ra luôn. Từ thành phố Tây Ninh đi tới đây là khoảng 9 cây á. Từ vòng xoay thị trấn Châu Thành đi tới đây là 4 cây. Cái đường nhựa ở ngoài đây nè cô chú anh chị là cái đường từ vòng xoay thị trấn đi ngang khúc này và đi ra quốc lộ 22B ngay chợ Tua 2 á, ngay di tích chiến thắng Tua 2 á, ra xã Đồng Khởi ha. Cái đường á có cây xanh đồ nhiều, nó mát mẻ lắm cô chú anh chị ơi. Đất này hướng bắc á thì mát mẻ cả ngày luôn. Đó, mình xây căn nhà mát rượi luôn ha. Thì chiều dài cũng tốt á, chiều dài coi như là 29 mét mấy 30 mét, thì mình có thể là chừa sân trước để ô tô nè, sân sau mình chừa khúc để có thể là trồng cây kiểng, trồng rau đồ ha. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Trong mô tả là sẽ có đầy đủ thông tin luôn á. Địa chỉ nè, diện tích, giá bán, cái hướng đất và số điện thoại liên hệ. Vị trí Google Maps. Đó, đi bộ ra 100 bước là tới đường nhựa bự lộ dưới 30 mét. Là cái đường kết nối từ quốc lộ 22B đi vô vòng xoay thị trấn Châu Thành nha. Đối diện là cái nhà máy Thái nè. Đây, mình quẹo qua đây cỡ chừng hơn 100 mét là cây xăng. Cây xăng Hòa Bình số 1. Rồi đi vô vòng xoay thị trấn Châu Thành là sẽ đi ngang qua trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ, bệnh viện huyện. Ở đây mình đi vô tới vòng xoay là 4 cây, ngay vòng xoay là có siêu thị Cơm Mắt, chợ Câu Xá rồi đó. Còn vô thành phố Tây Ninh là gần 10 cây. À, đi thành phố Tây Ninh thì đi hướng này cũng được luôn, hoặc là mình đi cái hướng bên đây là ra quốc lộ 22B rồi cũng vô thành phố. Đây, đi cái hướng bên đây 2 cây số là sẽ ra tới ngã ba đèn xanh đèn đỏ quốc lộ 22B, quẹo phải là cũng vô thành phố Tây Ninh ha. Đây mình đi ra đúng 2 cây là ngã ba đèn xanh đèn đỏ, ngay di tích chiến thắng Tua 2, chợ Tua 2 đó. Còn đây cô chú anh chị coi lại đầu đường quẹo vô đất nha. Đó, đường quẹo vô đất nè, nằm giữa 2 cái nhà ha. Buổi chiều hoàng hôn
mặt trời lặn nè, nhìn cái khung cảnh rất là bình yên luôn cô chú anh chị ơi, yên ả thanh bình ha. Cái chỗ này nếu mà mua hết ba lô á, làm cái nhà vườn nghỉ dưỡng là đẹp luôn á. Bây giờ Tấn sẽ đọc số điện thoại của chị Tuyến, chủ đất, để cô chú anh chị liên hệ ha. 0933 404 252. 0933 404 252. 0933 404 252. Gặp chị Tuyến, chủ đất, không có qua môi giới trung gian nha. Kênh Nhà Đất Việt Nam không làm môi giới trung gian nha. Đây, mình nhìn lại một vòng tại vị trí của ba lô đất đang cần bán ha. Rồi, Tấn sẽ quay chỉ cái hướng từ ngay khúc vòng xoay thị trấn Châu Thành á, chạy tới đây để chỉ ra cái hướng quốc lộ 22B luôn cho cô chú anh chị coi. Tức là từ thành phố Tây Ninh mà đi tới đây á là có hai hướng. Cô chú anh chị muốn đi hướng nào cũng được. Hướng thứ nhất là đi ngang vòng xoay thị trấn Châu Thành, đi ngang bệnh viện huyện, trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ, chạy vô đây. Còn cái hướng thứ hai là đi lên hướng xã Đồng Khởi tới di tích chiến thắng Tua 2 thì quẹo vô đây. Đó là hai hướng, hướng nào cũng được ha. Bây giờ Tấn sẽ quay cái khúc ngay vòng xoay thị trấn Châu Thành, chỉ cái hướng đi tới đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi nha. Cái hướng mình đang đi là từ thành phố Tây Ninh đi tới vòng xoay thị trấn nè. Từ thành phố Tây Ninh đi tới đây là có 6 cây thôi. Thì ngay vòng xoay thị trấn ha, là chúng ta sẽ quẹo phải đi ngang qua bệnh viện huyện á. Ở phía trước mặt là có siêu thị Cơm Mắt và chợ Câu Xá ha. Đây, mình quẹo phải vô cái đường này là đường Đồng Khởi Tua 2. Còn trên bản đồ Google Maps á thì ghi là đường số 15 đó. Từ ngay vòng xoay thị trấn đi tới đất là 4 cây nha. Bây giờ chúng ta đi ngang qua trung tâm y tế huyện Châu Thành là bên phía tay trái nè cô chú anh chị. Đó, đi ngang qua bệnh viện huyện ha. Ngay bên cạnh là trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ. Đó, đi ngang qua luôn. Và chúng ta tiếp tục đi thẳng. Chạy lên một đoạn nữa nè cô chú anh chị ơi, thì đi ngang qua công viên. Đây là cái công viên mới xây của huyện Châu Thành nè. Rồi bên phía tay phải á là ban chỉ huy quân sự của huyện. Còn cái tòa nhà này là điện lực huyện Châu Thành. Đó, đi ngang qua luôn. Ở phía trước mặt là có mấy cây xăng nữa. Từ vòng xoay thị trấn mình chạy khoảng 2 cây số nè cô chú anh chị, thì sẽ tới cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nếu quẹo phải vô 500m á là sư đoàn 5 quân khu 7. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng luôn nha. Đó, ngay ngã tư này mình tiếp tục đi thẳng luôn. Cái ngã tư này mình gọi là ngã tư tượng đài đây ha. Tại vì bên phía tay trái là có cái di tích lịch sử nè, có cái tượng đài nè. Nếu quẹo trái là sẽ đi về hướng xã Hậu Đức đó. Còn bây giờ mình chạy thẳng nha. Từ ngã ba tượng đài lúc nãy mình chạy thẳng tới gần 2 cây số là sẽ tới cây xăng. Cây xăng Hòa Bình số 1. Đó, qua cây xăng này là sẽ tới cái đường quẹo vô đất bên phía tay trái. Bên phải Tấn thấy là người ta có làm nhà vườn. Và ở đây thấy núi Bà Đen nè cô chú anh chị. Đây, qua mấy cái nhà này. Đường có đèn đường ha. Đây, qua mấy cái nhà này thì nhìn bên tay trái là chúng ta thấy mấy cái lô đất đang cần bán. Đó, ngay chỗ cây trụ điện bên trong á. Còn cái đường quẹo vô thì nằm giữa hai cái nhà nè.
Đây, quẹo vô 100m là tới đất ha. Đường quẹo vô nè. Bây giờ Tấn chạy thẳng ra cái hướng này ha, là ra quốc lộ 22B, ngay chợ Tua 2, di tích chiến thắng Tua 2 á, ngay cái ngã ba đèn xanh đèn đỏ đó cô chú anh chị, là quay vô thành phố Tây Ninh được luôn. Khu vực này á có một số cái công ty nha, công ty xí nghiệp rồi đó, nhà cửa dân cư đông, nhà máy Thái khá là nhiều ha. Đó, ngã ba đèn xanh đèn đỏ phía trước là quốc lộ 22B đó. Quẹo phải là ủy ban xã Đồng Khởi, vô thành phố Tây Ninh. Còn quẹo trái là chợ Tua 2, hướng lên huyện Tân Biên. Đó, thì thành phố Tây Ninh đi vô Coi Đất là có hai hướng như vậy nha. Một hướng là đi lên vòng xoay thị trấn Châu Thành, còn một hướng là đi lên di tích chiến thắng Tua 2 nè. Đó, di tích chiến thắng Tua 2 là bên tay trái. Còn bây giờ mình chạy thẳng cái hướng này là vô thành phố Tây Ninh thôi. Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.